Chào bạn đang ghé thăm với trang mình Các Vua Đã Gặp Rồi. Bạn trong video này, và đây là video số B của cái phần bán về sử dụng đèn mặc định của cái gì máy về năm. Thì mình sẽ toàn sử dụng cái đèn màu xanh này thôi, là màu xanh biển thôi, từ đầu tới cuối. Thì nếu lỡ mình có làm cái ra nhặt được cái đèn khác thì mình sẽ chơi và nhặt lại cái đèn này để ổn chơi. Đây là bán cái rổ, từ rổ về nè, rổ về này, nhặt được cái chìa khóa. Chìa khóa nhặt để mở những cái mới trong game ngày năm này, ví dụ đạn mới nè, phần mới nè, phần sonon đi mới nè. Trong cái này thì có nhiều thứ đó. Đây là cái dòng con này, vô dòng bỏ bắn luôn, chơi sắt chơi xấu luôn này, chỉ cho đi vô mà vô chạy liền mày, chạy kịp tao không, mày bưởi nè, Flying Burgle, Murgle. Anh mơ một mái nhà tranh, anh mơ một tấm lều phòng cạnh mình hai đứa, có anh và em. Mình sẽ sáng, tình yêu là gì, tình yêu là tình yêu. Về này bắn nha. Thôi mày nhận được cái đèn này đèn sử dụng đèn này là đèn nó nhanh nè, xử lý nó nhanh, thì nó xử lý được cái này. Lỡ đèn mấy đèn khác là bắn có được cái này, vì nó đi vô bắn không được thì nó chạy mất. Đi đâu mà vội mà vàng nè, mà bắp phải đấy mà vàng sợi dây đến với anh đây, chẳng đến là gấp, chẳng dây nào vàng. Bắn nè, chơi bắn nè, 5-6 thằng bé một thằng ăn gian với tao mà, mấy thằng nữa lo xuống đây bắn mày đấy, bắn mày mất chim non nè. Rồi lên hai cấp nè, đạn lên hai cấp lạ chịu luôn, đi luôn. Anh mơ một tấm liệu tình, tình mình hai đứa có anh và em, tình mình hai đứa có em và anh. Tấm lý tưởng của anh việc của em, đâu nào anh ơi. Tấm leo lý tưởng của anh việc của em nào anh ơi. Chị đình lô tô đến đây là kết thúc rồi. Ghê nhiều màu, ghê cả bên cái ban lì mày. Lẫm liên, nhặt liên, lên cấp đèn nhặt liên. Về cô gặp về con gặp ngày mai gặp về cô. Lôi xuống biển rồi, nắng xuống biển rồi. Iceland Salasot rồi mọi người. Cho là một cây thì có một cây nè, mật Salasot rồi mọi người. Ta là sốt mà mọi người. Rồi bắn này thôi, bắn như rocket vậy thôi, về này chịu nổi. Banh xác luôn, hy sinh của mày đi. Rồi tàu ngầm, cái này là một bay về nè. Tiến thẳng nè, con đi nó ghê này rồi thôi, đùi ghê ăn tì luôn, ăn phải tì luôn. Các bạn thấy video này hay, nhớ like đăng ký kênh mình. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video mình. Chào tạm biệt.